Mạng xã hội dưới chung đang xôn xao thông tin Triệu Lệ Dĩnh hẹn hò người đàn ông từng có vợ con bị bảo mẫu phóng hỏa sát hại. Thông tin cho biết, bài viết được cho là từ fan của Angelababy với nội dung Triệu Lệ Dĩnh từng hẹn hò với đàn ông có vợ đang trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, trong bài đăng, người này tiết lộ rằng Triệu Lệ Dĩnh qua lại với Lâm Sinh Bân, người đàn ông có vợ con và cũng là nhân vật liên quan đến vụ án mạng bảo mẫu đốt nhà xảy ra ở Hàng Châu cách đây vài năm. Theo đó, người đăng tải bài viết cũng chia sẻ hình ảnh khá mập mờ và nói rằng đây là khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Sinh Bân bị bắt gặp đi cùng nhau vào năm ngoái. Được biết, Lâm Sinh Bân là người đàn ông đã vướng vào vụ án, người giúp việc phóng hỏa giết người ở Hàng Châu. Vài năm trước, vợ và ba đứa con của Lâm Sinh Bân đã chết trong vụ hỏa hoạn. Người đàn ông này may mắn thoát chết. Sau đó, Lâm Sinh Bân đã kết hôn với vợ mới và có một cô con gái. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng hoài nghi về độ xác thực của nội dung bài viết cho rằng thông tin trên là hết sức phi lý. Bởi năm ngoái, Triệu Lệ Dĩnh và Phương Tiểu Phong vẫn hạnh phúc bên nhau và chưa ly hôn. Hơn nữa, không có lý do gì để Triệu Lệ Dĩnh và người đàn ông Lâm Sinh Bân quen biết nhau. Nữ diễn viên quả thật đã bị bắt gặp đi cùng một người đàn ông khác thì truyền thông đã từng đăng tải rầm rộ. Nhiều người cũng chỉ trích tài khoản đăng bài trên và cho rằng mục đích tung tin đồn là muốn gây sự chú ý. Soho mới đây dẫn theo một nguồn tin nói về phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh liên quan đến vấn đề thiếu gia và người đẹp. Theo đó, trong một bài phỏng vấn, nữ diễn viên được hỏi nếu được một thiếu gia trả cho 500.000 nhân dân tệ, khoảng 2 tỷ đồng, để cùng ăn tối, cô sẽ thế nào? Theo đó, Triệu Lệ Dĩnh thẳng thắn nói, phụ thuộc vào ngoại hình của người đàn ông, nếu anh ấy đẹp trai thì chẳng cần tới 500.000 nhân dân tệ, tôi vẫn sẽ đồng ý ăn tối. Nếu không thì tôi xin lỗi, không thể đồng ý. Câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh được cư dân mạng khá khen ngợi, thẳng thắn, rõ ràng. Với cô, tiền bạc không phải vấn đề quan trọng, hai người phù hợp với nhau. Sau khi ly hôn, vợ cũ của Phương Thiệu Phong được cho là có nhiều đại gia săn đuổi và sẵn sàng chăm sóc con trai riêng của cô, nhưng Triệu Lệ Dĩnh chỉ muốn tập trung vào công việc và phát triển sự nghiệp và lo cho con.